4.4 Bảng phân phối xác suất có điều kiện. Từ bảng phân phối xác suất đồng thời của bình ngẫu nhiên xy, chúng ta sẽ suy ra được bảng phân phối xác suất có điều kiện của x và bảng phân phối xác suất có điều kiện của y. Cách viết là như sau. Bảng phân phối xác suất của x trong điều kiện y bằng yz. Khi y bằng yz thì x cũng có thể nhận các giá trị x1, x2, chấm chấm, xk. Vì vậy, giá trị có thể có của x, đây là dòng giá trị có thể có của x. Dòng xác suất này, chúng ta ghi cái dòng cùng dòng với yz, viết hết cả hàng này ra. Sau đó chúng ta chia cho xác suất của yz, là pyz. Đây là cách viết là như vậy. Như vậy, để viết bảng phân phối xác suất có điều kiện của x trong điều kiện y bằng yz, chúng ta ghép hai hàng này với nhau. Ở hàng xác suất thì chúng ta chia cả cái hàng này cho con số cuối hàng pyz. Tương tự như vậy, bảng phân phối xác suất của y trong điều kiện x bằng xy, chúng ta sẽ ghép cột này với cột này. Sau đó chúng ta chia cho số cuối cùng của cột pxy. Đấy là cách viết. Tại sao chúng ta có thể viết được như vậy? Là vì xác suất để x bằng xy trong điều kiện y bằng yz bằng xác suất để x bằng xy y bằng yz chia cho xác suất y bằng yz. Xác suất để y bằng yz trong điều kiện x bằng xy thì bằng p xy yz trên p xy. Công thức này có được từ công thức của định lý nhân. Xác suất của biến cố. Xác suất của biến cố A. Ví dụ đây là biến cố A. Trong điều kiện biến cố B đã xảy ra thì bằng xác suất của biến cố A nhân B. Chia cho xác suất biến cố B. Xác suất biến cố B chính là xác suất để y bằng yz. Xác suất biến cố B chính là xác suất để y bằng yz. Còn xác suất biến cố A nhân B chính là xác suất để x bằng xy và y bằng yz. Đó chính là p xy yz.